Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ngữ pháp N imnica N imnita trong chương trình Seoul 1A bài 1. Imnica trong câu hỏi, imnita trong câu trả lời. Gắn sau danh từ dùng khi hỏi và trả lời về thuộc tính hoặc trạng thái của chủ ngữ trong tình huống trang trọng, lễ nghi các bạn lưu ý là trường hợp này dùng trang trọng hoặc là lễ nghi chứ không phải là dùng khi mà chúng ta dùng hàng ngày ví dụ có bắt chim chúng ta sẽ chúng ta sẽ xem về đôi câu này gắn như thế nào imnika đó là kicha imnika thì thành là kicha imnika và trả lời là imnita Câu hỏi chúng ta lưu ý là imnika và câu trả lời là Imnida. Còn chúng ta trường hợp có bắt chim chúng ta vẫn ghép cái từ đó với imnika và Imnida thôi chứ không có gì thay đổi. Ví dụ ở đây kicha imnika trong câu hỏi miguk saram imnika khi trả lời chúng ta hơi xuống giọng dana Imnida. hắc sen Imnida và các bạn xem cùng tôi xem ví dụ Michael Sinan ký chai im nika Michael là ký giả phải không Ne chanen ký chai im nika Vâng tôi là ký giả Steven Sinan mi quốc saram im nika Steven là người Mỹ phải không Ne Steven Sinan mi quốc saram im nika Vâng Steven là người Mỹ Nana Tôi là Nana. Steven은 학생입니다. Steven là học sinh. Thì đến đây chúng ta có thể hình dung imnita và ieo về nghĩa nó là tương đồng. Nhưng trường hợp indica, imnita sẽ sử dụng khi chúng ta mới gặp nhau, đó là mang tính chất trang trọng, tôn trọng. Hoặc trong những tình huống như là đi hội họp hoặc là gặp người lạ thì cái đấy chúng ta là tình huống trang trọng lễ nghi còn eao hoặc eo để chúng ta nói hàng ngày cùng với bạn bè anh em những người quen biết để chúng ta lưu ý như vậy vâng trân trọng cho các bạn à, tôi là hoàng xuân trường giáo viên tiếng hàn tại trung tâm ngoại ngữ việt trung tâm ngoại ngữ việt mỹ tiếng hàn việt mỹ tại thái nguyên các bạn có thông tin muốn trao đổi các bạn vui lòng liên đăng ký kênh và liên hệ trên website là du học Việt Mỹ vn hoặc seoul edu vn để chúng ta tìm thêm thông tin trân trọng cho các bạn nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng hàn nhé ngoài ra các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukohasosunda, bye bye.